Nhưng mà thầy, chúng ta đã tặng rất là nhiều đồ luôn rồi. Thì đây là cái bản crack cho mới nhất của CPay với cái tựa game Tekken 7 này. Ở đây thì chúng ta sẽ vào phần option trước nhá. Sẽ vào phần game option. Tekken 7 lên được nhỉ? Story mode difficult. Cái này là độ khó của game đấy các bạn. Quen hát à? Này sẽ sử dụng CPU của chúng ta để chắc là tiến hành render hình ảnh hay gì đó. Thôi thì cứ để mặc định nhá. Button mapping đây. Các nút sử dụng trong game thì như đầu game nó đã cho chúng ta điều chỉnh rồi. Nhưng mà mình không biết cái LS và RS nó có tác dụng gì à? Nên chúng ta có phải thêm vào nếu mà chúng ta muốn chơi ok. Có lẽ là mình sẽ xem nào. Ra thằng nào thì chúng ta cũng để là một là chơi một người trên một bàn phím hoặc là chơi hai người trên hai bàn phím để đối kháng. Thì chỗ này nên thêm nút nào nhỉ? Hợp lý nhỉ? Nó vẫn vậy à? Thôi để vào game mình tính nhá. Display setting. Up. Motion blue. Install. Graphic. Versus. Render quality. Oh, Uja cả, ghê vậy. Sẽ ra bản crack này khá nhẹ các bạn ạ. Nó làm cho game nhẹ đi, chứ mình nghe nói là game này đồ họa nữa. Rồi, chỉ có vậy thôi. Cái phần mà mình thắc mắc nhất chính là cái phần phần cây hoa. Thì chúng ta vào game chúng ta sẽ thử xem những lúc được tác dụng gì đã. Mà like phát nhỉ. Ờ không được rồi. Offline à? PS à? Các bạn có thể chơi được phần cốt truyện trên đây nhá. Nè, Story and the Mishima Saga này xem nào. Còn mình thì sẽ chắc chỉ chiến trận offline thôi. Còn cái Ultimate Tekken Bow là cái gì đấy? Ở đây. À, chơi bowling nhỉ? Còn có cái vụ đấy nữa à? Hả? Charter Customize. Cái gì đấy? Mình sẽ chọn đó là Eliza nhé. Eliza chúng ta vừa tặng một set đồ trông rất là buồn cười đúng không? Cái gì đấy? À, thiết kế nhân vật các bạn ạ. Chúng ta có thể trang trí nhân vật chúng ta. Custom character. Đây là chức năng rất là quen thuộc bên mấy game MMORPG. Có rất nhiều đồ chưa mở khóa, không biết là nào mở khóa cả. Có lẽ là kiếm một đoạn code nào đó nhỉ. Hoặc là chơi dần chúng ta sẽ được mở khóa sau. What the fuck, nhìn bựa vậy. What the heck. What the heck. À. Đây cái tay thỏ gì nhờ anh nhỉ, đúng không nào. Chúng ta có 3 triệu mà. Five money à. Mua đồ thôi đúng không nào. À thế thì thử xem là những món đồ mà nó khóa thế này thì nó yêu cầu nó là gì nhỉ. Treasure chest, no. Treasure chest, apply the treasure battle and tournament mod. À chúng ta phải chơi tournament ấy thì nó mới mở khóa những cái màn này chúng ta các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ mua một cái gì đó nhờ. Úi chà, nhìn rất là chất lượng luôn mà. Cái này nhìn rõ ràng đẹp hơn mà lại rẻ hơn. Rẻ gấp 6 lần luôn. Cái này nhìn đẹp mà, thôi lấy cái này nhá. Mua sắm các bạn ạ. À, vấn đề hiện ra rồi đây. Bây giờ thì LB và RB là cái nút gì ta? Hả? Các bạn đợi tí nhá, mình phải quay lại setting phát. Button mapping. RB. À, là P và O các bạn ạ. Nhân vật nào chúng ta cũng có thể mua đồ được các bạn ạ. Mình sẽ quay lại tiếp tục với Eliza nhá. Này, nãy là mình thay cái mũ rồi nhưng mà chưa lưu rồi. Bây giờ thì E. Ô, là xét nguyên à? Cái gì ạ? What? What? Hay cái gì mà tầm 1 triệu cơ? Nguyên set đồ à? Ôi, có hiệu ứng này. Nhưng mà vẫn chưa được mở khóa các bạn à.
chúng ta phải chiến mấy cái treasure battle với cả tournament mode thì mới mở khóa chúng ta cái này các bạn ạ. Còn xa lắm. Nhìn đẹp bạn đúng không nào? Ui chà. Sổ ơi, chồng mắt mắt đâu. Là hiệu ứng cuối này. Cái này thì để sâu quá. Đấy. Này có lẽ mấy cái trên này nó phù hợp hơn này đúng không nào? Trông khá bắt mắt. Còn đây là cái gì vậy? Cái này mình có sẵn rồi nhưng mà nó là cái gì nhỉ? Effect Taiko no Tonsu Effect. À, Effect Skill à? Cái gì đấy? Cầm súng quá. Có đeo súng ở hông kìa. Làm sao nhân vật nó xoay nhỉ? N. Bây giờ là 1 2 3 4 5 7. À đây các bạn ơi. Xoài ơi. Chà. Chất đúng rồi. L các bạn có thể zoom gần lại. Này có thể zoom xa ra. Cảm bóng nào anh em ơi. Cảm bóng nào. Được rồi. Nhảy về thôi. Bây giờ thì thực sự những món đồ thiết kế nhìn rất là tầm phào các bạn ạ. Cái gì đấy, cục pin nữa. Quạt. Mấy cái này nhìn xấu quá các bạn ạ. Đây, mình sẽ đồ được thiết kế sẵn này. 1.5 triệu chúng ta có thể mua các bạn ơi. Oh shit. Có cả bikini nữa các bạn ạ. What the hell, game này là gì vậy? Dead Alive à? Dead Alive 5 à? Man. Được rồi, độc hại quá. Chúng ta sẽ quay lại là mấy đồ thiết kế lẻ trông xấu quá các bạn ạ. Trời ơi, bố nào thiết kế quần này nữa không biết nữa. Trời đất ơi. Đây rồi, đến áo nào. Áo xem có gì khác không. Rồi, mình chọn thử nhân vật khác nhé. Nhân vật nào đó có độ nổi tiếng cao hơn nhân vật mình sẽ thử Lily nhé. Toàn được tặng đồ của sao Lily chúng ta cũng phải dáng đứng trong bựa vậy. Đây là Art à, tranh Art à. Này vẽ nhìn rõ đẹp mà sao cái vật ngoài trông hơi xấu luôn rồi. Ấy nhầm rồi. Cái gì đấy? The fuck. Trời ơi, còn dao ngăm đen nữa này. Mấy cái này hiệu ứng khá là giống bên kia. Cũng có mod skin bikini luôn. What the heck. Sổ thật sự không thể nào người nổi mấy cái gì nhỉ? Mấy cái bộ đồ này các bạn nhìn như là bà già U40, U50 vậy. What the fuck. Thôi nào. Hỏng hết nhân vật của tôi. Asuka nhỉ? Asuka có gì đẹp không? Sao mô đồ nhìn chán đấy nhỉ? Mình nhớ trước đây nhìn đẹp lắm mà. Này, cái dáng đứng cứ vãi cả lúa thật. Xấu tệ luôn á. Thì chúng ta phải thử vào game xem chiến đấu như thế nào nhá. Còn bản thiết kế con tay là Footbomber này. À, có thiết kế thanh máu rồi các bạn ơi. Mấy cái này nhỉ. Heo ba. Christmas panel. Player information panel. Đây đây, cái này cho nó hầm hố.
300 gold nữa. Hơi đắt nhưng mà cứ mua là đẹp. Nào. Tên hiệu các bạn ạ. Thôi thì cái này khỏi cần đi. Tốn tiền. Được rồi. Chúng ta sẽ vào thử một trận offline nhá. VS Battle, Treasure Battle. Đây, cái, những cái này là chúng ta sẽ mở được khóa các bạn. Mở khóa thêm đồ rồi. À, VS Battle là chơi với hai người nhỉ? Hai người chơi trên một máy à? Đúng rồi. Elisa. Bên này thì nó đúng gì nhỉ? Bên này mình chọn Kazumi. À, nãy chưa thử Kazumi nhỉ? Kazumi nhân vật thiết kế như là có thể nói là chất nhất trong cái game rồi đó. Kazumi Mishima. Ok, let's go. Số 4 nữa các bạn. Cái này các bạn phải thuộc những cái nút của cả hai controller luôn ấy thì chơi dễ dàng thôi. Chứ mình thì mình không thuộc nút nào cả. Cho nên là vừa rồi ấn nó hơi mất thời gian. Cái này là có hướng dẫn combo các bạn. Ray Art của tập tốc. Ở giờ thì nhân vật nhìn nó đỡ hơn rồi các bạn. Nãy trong cái phần character customize nó xấu quá. Round 1. Đây là hai nhân vật đối kháng với nhau nhé các bạn. Cho nên là mình có thể điều khiển được cả hai này, bởi vì mình đang sử dụng cả hai bàn phím luôn trên rồi. Này đánh nó không mất máu à? À nó đỡ hết đi chứ. Ô, đánh như này thì bao giờ mới trúng được nhỉ? What the fuck? Chỉ luyện tập với nhau thôi các bạn ạ. Chứ đánh gần như là không thể nào trúng được rồi. Đỡ được hết. À được rồi. Như vậy là cái game này là cơ chế tự động đỡ à? Đúng vậy xem nào, Kazumi, what the heck. Ôi trời. Tướng bần không chịu được. Đánh tầm cao là đỡ được hết các bạn ạ. Game này có cơ chế tự động đỡ. Mà đánh tầm thấp thì lại không tự động đỡ được. Vậy bên này thì mình sẽ thử đánh tầm thấp thôi nhá. Time up. Cái gì cơ? Khò, what the fuck. Round 2. 60 giây rồi à? Fight. Vậy là bên nào nhiều máu hơn là bên đó tự động được xếp là thắng à? Được rồi. Như vậy là đánh tầm cao ấy, thì nhân vật đang đứng ấy, thì nó còn đây bên dưới này. Thì sẽ thử ngồi xuống nhá, đánh tầm cao nào. Tự đỡ các bạn ạ. Khi nhân vật đang ở trong tư thế nào ấy, tầm đứng hoặc là ngồi ấy, thì nếu chúng ta nhân vật đối phương đang ngồi ấy, chúng ta đánh tầm thấp ấy, thì nó sẽ tự động đỡ. Và Eliza có kiểu tự ngủ các bạn ạ. Nếu mà ngủ thì nó không đỡ được đòn. Đấy. Cái này nếu mà thế này thì đánh ra tính ra đánh rất là khó nhỉ. Time up. Fight. Sao lại có tớ sai từ chiêu nhỉ? Trong game này mình nhớ là đúng rồi. Trước đây ấy, khi mà cái bản Tekken 7 trước đây mình giới thiệu các bạn ấy thì nó có cơ chế đó là kết hợp nút với nhau tạo thành combo. Còn mình thì bây giờ mình chả biết combo nào cả. Sao tướng bần thế hả Kazumi, what the fuck. Và đứng dậy xem nào. Vãi cả lúa. Nó sao lại dùng skill cuối nhỉ. Chúng ta full cái thanh gì kìa. Tướng ngồi không thể ngửi được. Ấn nhập. Phù hợp với nhau nó thành có combo rất là kinh dị. Nhưng mình không biết cách phù hợp cho nên là đánh hơi buồn. Các bạn mà thích luyện tập nhân vật nào thì các bạn phải chọn nhân vật đó vào cái phần VS ra battle này rồi đó luyện tập được. Ui chà, phát cuối được quả combo đẹp hết nhỉ. Cái gì? Được rồi, mình sẽ return to main menu. Yeah. Customize, character.
Kazumi. Đây, nhân vật này đồ đẹp phải trưởng các bạn ạ. Ây, ấn nhầm rồi. Này nha. Chúng ta tặng được càng... Đâu, đây không phải là đồ tặng, chúng ta phải mua các bạn ạ. Đồ tặng ở trong... Ui à. Panel nhìn đẹp nhỉ. Sổ ơi. 1 triệu bộ này á. Chúng ta tặng nguyên 1 triệu bộ này mà. À đâu. Skin da các bạn ạ. Ngâm ngâm da trâu. Mấy bộ đồ thiết kế lẻ này chắc chỉ có bọn Nhật Bản mới thích chứ mình thực sự mình không thể nào thấy cái bộ mấy cái bộ đẹp được. À đây có bộ này chất này. À sao lại có được bộ này nhỉ? Bộ đồ truyền thống của Nhật Bản. Nhìn mãi mới được một skin ngon các bạn ơi. Còn mấy cái này ui rồi tầm thường vãi trưởng. Sao có bộ này nhỉ? Sẽ phải đúng rồi, như mình đã nói thì chúng ta sẽ phải Treasure Battle. Hành trình trong Treasure Battle và Tournament Mode thì mà có thể mở khóa được cái bộ đồ này. Bộ này chẳng phải 2-3 triệu. Còn đây là skin free nhá, các bạn thích thì lấy luôn này. Bởi vì chúng ta được tặng cái đống skin này mà. Enter phát là được rồi. Đó, à, đại khái vậy. Nhưng mà trông quê quá. Được rồi, đó là một phần gameplay của cái tựa game game what the fuck, game gì nhỉ? À Tekken 7 thì thế nào. Đây là bản bản có thể nói là full update. Bản update gần như là update cuối rồi đấy. Còn sắp tới nó có update nữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn sau, được chưa nào? Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái game Tekken 7 siêu mới này rồi. Thì chúc các bạn download thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.